Thời điểm này, khi đang ngồi trên xe máy trong con hẻm đợi bạn để mời đám cưới, cô gái trẻ vẫn chưa biết nguy hiểm đang rình rập. Chưa đầy một phút sau đó, hai thanh niên chạy xe máy ngang đã giật phăng chiếc điện thoại trên tay cô gái. Theo phản xạ, nạn nhân phóng khỏi xe đuổi theo kẻ cướp nhưng bị ngã đập mặt xuống đường. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, thông tin từ Công an quận Gò Vấp tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang điều tra vụ cướp giật điện thoại này. Theo thông tin ban đầu, chiều 5 tháng 2, cô gái 25 tuổi ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh chạy xe máy đến con hẻm ở đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp để gặp bạn gửi thiệp mời đám cưới. Khi đến nơi, cô gái gọi điện thoại cho bạn. Lúc này hai thanh niên chạy xe máy đến thấy nạn nhân ngồi trên xe máy, cầm điện thoại nên áp sát và giật phăng điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo và bị ngã đập mặt xuống đường. Sau đó nạn nhân đã trình báo công an và cho biết chiếc điện thoại bị giật mới mua cách đây 3 tháng với giá 30 triệu đồng. Đến trưa 7 tháng 2, lực lượng chức năng cùng nạn nhân có mặt tại nơi xảy ra vụ cướp giật để ghi nhận lại hiện trường. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy xét nghi phạm.